Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8, đoàn đại biểu huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam Trung Quốc do đồng chí Trịnh Cẩm, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã sang thăm và khảo sát môi trường đầu tư tại huyện Bảo Thắng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Minh Sáng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Thắng. Đến tham quan nhà máy sản xuất tinh dầu quế tại thị trấn Phố Lu, đoàn đại biểu huyện Mã Quan đã tìm hiểu về quy trình sản xuất sản phẩm, từ khâu thu hoạch nguyên liệu, chế biến và đóng gói sản phẩm. Tiếp đó, đoàn đại biểu huyện Mã Quan đã đến thăm nhà truyền thống huyện Bảo Thắng, nơi lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật, tài liệu quý về quá trình hình thành và phát triển của huyện Bảo Thắng qua các thời kỳ. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo hai huyện, hai bên đã giới thiệu và thảo luận về các cơ hội hợp tác trong phát triển kinh tế, nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, văn hóa du lịch. Bí thư huyện ủy Mã Quan Trịnh Cẩm cho rằng, với vị trí địa lý thuận lợi, môi trường đầu tư hấp dẫn, huyện Bảo Thắng sẽ là điểm đến để các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu, mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển. Bí thư huyện ủy Bảo Thắng Trần Minh Sáng mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, phát triển kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, du lịch, qua đó nâng tầm mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa hai huyện. Ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2025 trong cán bộ chiến sĩ toàn ngành. Với chủ đề xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phương châm hành động phát huy truyền thống rèn cán, lập công vì nước vì dân, quên thân phục vụ, đợt thi đua diễn ra từ ngày 19 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2025. Nội dung thi đua tập trung phát huy trí tuệ, nâng cao sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mỗi vị trí công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Với chủ đề các dân tộc tỉnh Lào Cai đoàn kết đổi mới hội nhập và phát triển, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8. Đại hội có sự tham gia của 331 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức thuộc 16 dân tộc. Với tinh thần tích cực chủ động, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ tư năm 2024 đã chỉ đạo thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị văn kiện, báo cáo chính trị trình tại đại hội. Công tác tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch. Trước đó, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã được tổ chức thành công, đảm bảo nội dung chương trình đề ra, tạo sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Chi đoàn đồn biên phòng Tả Gia Khâu vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2027. Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai. Nhiệm kỳ vừa qua, chi đoàn đồn biên phòng Tả Gia Khâu tiếp tục phát huy vai trò xung kích, xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế. Nhiều mô hình chương trình như ngôi nhà 100 đồng, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản và hoạt động tình nguyện được triển khai hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 2 đảng viên. Nhiệm kỳ mới, chi đoàn phấn đấu 100% đoàn viên được tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết, hàng năm giới thiệu 3 đến 5 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình đảng, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, phấn đấu xây dựng 1 đến 2 công trình phần việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tỉnh Lào Cai vừa có 3 nghệ nhân được Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Ba nghệ nhân mới được phong tặng dịp này gồm bà Nguyễn Thị San, dân tộc Tày, thôn Nà Cương, xã Nghi Đô, huyện Bảo Yên, với lĩnh vực thực hành và truyền dạy dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Tày. Ông Lương Văn Giang, dân tộc Tày, thôn Bản Hón, xã Nghi Đô, huyện Bảo Yên, với lĩnh vực thực hành và truyền dạy nghi lễ then Tày. Bà Hoàng Thị Huyền, dân tộc Tày, thôn Khuổi Vèng, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, với lĩnh vực thực hành và truyền dạy hát then đàn tính. Như vậy, tới nay Lào Cai đã có 8 nghệ nhân vinh dự được Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam.
Thưa quý vị, nghề rèn là một trong những nghề truyền thống lâu đời gắn với hoạt động sản xuất của người dân tộc Mông. Cuộc sống đổi thay, nghề rèn ở Bắc Hà cũng đã dần mai một, nhưng vẫn có những người cao tuổi gắn bó với nghề. Họ là những người giữ lửa, ngày đêm neo giữ nghề truyền thống. Hơn nửa thế kỷ qua, lò rèn của ông Sùng Xeo Nhà vẫn đỏ lửa vào mỗi sáng. Sinh ra và được nuôi dưỡng, lớn lên cùng với nghề rèn. Ngay từ nhỏ, ông Nhà đã rất thích thú với nghề truyền thống này. Năm 12 tuổi, ông Nhà đã được bố truyền nghề. Tuy là nghề vất vả để mưu sinh giữa trăm nghề vui khổ, nhưng ông đã chọn nghề rèn bởi thanh âm của tiếng búa và hình ảnh ngọn lửa nghề rèn luôn âm ỉ, bập bùng cháy trong ông từ thuở ấu thơ. Thì đời ông cha xong rồi là đời ông xong rồi là đời bố xong rồi là đi. Theo lời kể của các bậc cao niên trong thôn, thì ông tổ nghề rèn ở bản phố chính là cụ Sùng Xeo Xào, ông nội của ông Nhà. Thời kỳ thịnh vượng nhất của nghề rèn là vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Khi đó, cả xã bản phố có tới gần 10 lò rèn tối ngày đỏ lửa. Sản phẩm làm ra không đủ cung cấp cho bà con. Nhờ vậy mà những người thợ rèn khi ấy cũng có thu nhập và cuộc sống ổn định. Thời đấy là bán về cái sản phẩm này thì rất là được ưa chuộng, và cái thời đại điểm đấy là ở bản phố là có 7 lò, duy trì 7 lò ở trên bản phố. Ngày nay, trước sự thay đổi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những nông cụ được sản xuất hàng loạt trên thị trường ra đời, khiến nghề rèn thủ công ở bản phố dần mai một. Nhưng ông Sùng Xeo Nhà và những người tâm huyết ở nơi đây vẫn luôn duy trì lò rèn với quyết tâm gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của dân tộc. Rất mong muốn để giữ lại cái truyền thống của cái rèn này, mà chúng ta sẽ lại khôi phục lại để cho những cái làng nghề của chúng ta nó không phải mất cái làng nghề đấy. Bây giờ mà còn làm được thì cứ phải làm, còn cái nghề này chắc hết đời này con nó cũng phải biết. Rồi cố gắng phải giữ lại cái nghề thời gian để lại cho ngành. Dù đã 74 tuổi, nhưng ông Nhà, chuyển nhân hiếm hoi còn sót lại của nghề rèn bản phố, vẫn ngày ngày nhóm lên ngọn lửa nghề với một niềm hy vọng những lò rèn ở bản phố sẽ được hồi sinh và nghề rèn đúc của cha ông trở lại huy hoàng như xưa. Chuyển sang tin thời sự trong nước. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng sụt giảm nguồn nước ngầm vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động cũng như sản xuất của người dân huyện đảo Lý Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo nghiên cứu phương án tận dụng miệng núi lửa làm nơi chứa nước sinh hoạt cho nhân dân trên đảo. Huyện đảo Lý Sơn hiện có hơn 22.000 hộ dân, huyện có 7 giếng khoan lớn và hơn 2.000 giếng đào, giếng khoan dân sinh phục vụ sinh hoạt sản xuất. Từ năm 2012, huyện đã tận dụng miệng núi lửa Thới Lới làm hồ chứa dự trữ nước, nhưng chỉ đủ tưới cho 60 ha trên tổng số 300 ha đất nông nghiệp. Qua nghiên cứu, việc nâng cấp mở rộng hồ chứa nước Thới Lới theo đề xuất của huyện Lý Sơn là không khả thi vì dung tích chứa của hồ sau nâng cấp không tăng lên đáng kể. Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đã đề xuất phương án cải tạo hồ chứa này chỉ dành cho việc cấp nước sinh hoạt. Đối với nước cho sản xuất nông nghiệp sẽ đầu tư hệ thống thu gom và bể chứa riêng. Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành bộ quy tắc ứng xử xây dựng văn hóa thành phố Tuyên Quang văn minh, thân thiện, sạch đẹp trong lễ hội Thành Tuyên năm 2024 với 10 điều cụ thể. Trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tuân thủ các quy định của địa phương, niêm yết công khai và bán đúng giá dịch vụ, ứng xử đúng mực, tôn trọng khách hàng. Với khách du lịch cần tuân thủ các quy định, nội quy, hướng dẫn tại điểm đến, ứng xử văn minh, thân thiện. Theo kế hoạch, lễ hội Thành Tuyên sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Nhưng từ ngày 2 tháng 8 năm 2024, thành phố Tuyên Quang đã cho phép trình diễn mô hình đèn trung thu tại các tuyến đường phố chính từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần. Những năm gần đây, lễ hội Thành Tuyên đã thu hút rất đông người dân, du khách trong nước và quốc tế tham gia. Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trong lễ hội sẽ giúp cho nhân dân và du khách có những trải nghiệm tốt nhất trong lễ hội này.
tại khu vực cảng Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện một quả bom nằm sát mép sông Lô, cách cầu Việt Trì khoảng 150m về phía hạ lưu. Theo nhận định, đây là loại bom không quân Mỹ sử dụng để đánh phá khu vực cảng và cầu cảng Việt Trì từ năm 1970 đến năm 1972. Quả bom có đường kính 30cm, chiều dài 1,2m, nặng trên 100kg. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo khu vực đặc biệt nguy hiểm, không cho người và phương tiện qua lại, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ kịp thời có biện pháp xử lý. Thưa quý vị và các bạn, mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn đang phát triển mạnh mẽ tại các địa phương trên cả nước. Đây được đánh giá là xu hướng phát triển của du lịch Việt Nam trong thời gian tới, tạo sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Nắm bắt xu thế này, nông dân ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã duy trì diện tích cây bưởi da xanh và gắn với du lịch sinh thái vườn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cây bưởi phù hợp với đất đồi, khí hậu mát mẻ quanh năm nên quả bưởi luôn đậm vị. Đây là lý do nhiều hộ dân ở xã Lâm Sơn lựa chọn cây bưởi da xanh để trồng. Anh Mernung Ca Hải trồng 150 gốc bưởi da xanh quanh danh dãy. Không bón phân nhưng mỗi gốc bưởi vẫn cho hơn một tạ quả một vụ. Cái bưởi rất là chất lượng, do về cái dùng ở xứ khác cũng không có bằng nổi. Mà giá ngày rằm mà bưởi đẹp được 20, còn bình thường là 15, 12. Với 300 gốc bưởi, gia đình anh Đỗ Hữu Trơn cũng thu được hơn 10 tấn quả mỗi năm. Giá trị kinh tế của cây bưởi da xanh không hề thua kém các loại cây ăn quả khác, nhất là khi gia đình anh chuyển sang làm du lịch sinh thái. Khách du lịch hàng ngày vô rồi tiếp xúc rồi mua đồ về. Cứ trái như vậy là giá thành từ 50.000 cho tới 80.000 một trái. Lâm Sơn có 40 hecta bưởi da xanh, mỗi gốc bưởi cho thu hoạch gần 2 tạ một vụ. Diện tích cây bưởi không lớn nhưng năng suất và giá bán tương đối cao nên lợi nhuận ổn định hơn so với các loại cây trồng khác. Trong định hướng phát triển, xã Lâm Sơn không mở rộng diện tích ồ ạt cây bưởi da xanh mà chỉ xen canh ở các vườn cây ăn quả kết hợp du lịch. Việc mở rộng diện tích chỉ đi kèm với việc hình thành các tổ liên kết. Hỗ trợ về cái đăng ký mã vùng trồng và hỗ trợ về cái chương trình Việt Gáp để tạo thương hiệu cho cái cây bưởi của xã Lâm Sơn, thành lập tổ liên kết, tạo ra cái sản phẩm có thương hiệu, giá trị cao. Mô hình trồng bưởi sạch để làm du lịch ở Lâm Sơn là quy trình sản xuất mang tính bền vững, được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá là hình mẫu để nhân rộng, nâng cao tiêu chí tổ chức sản xuất và thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tin thời sự quốc tế, vòng đàm phán mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza đã được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar vào chiều 15 tháng 8 theo giờ địa phương. Phái đoàn Israel gồm giám đốc cơ quan tình báo Israel, giám đốc cơ quan an ninh nội địa và quan chức phụ trách việc phóng thích các con tin. Mỹ cử giám đốc cơ quan tình báo trung ương và đặc phái viên về Trung Đông tham gia vòng đàm phán này. Đây là nỗ lực mới nhất của các nước trung gian hòa giải nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh quốc tế lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng hơn nữa ở Trung Đông sau khi Iran tuyên bố sẽ phản ứng nhằm vào Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas thiệt mạng trong vụ tấn công ở Tehran ngày 31 tháng 7. Bà Peyton Tan Sinvat, ứng cử viên thủ tướng do Đảng Vì nước Thái đề cử cho biết bà đã sẵn sàng làm việc để đưa đất nước Thái Lan tiến lên và cam kết sẽ cống hiến hết mình. Phát biểu họp báo, bà Peyton Tan bày tỏ lòng tin rằng Đảng Vì nước Thái cùng tất cả các đảng trong liên minh cầm quyền sẽ làm việc cùng nhau để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Bà Peyton Tan là con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Bà sẽ phải giành được số phiếu quá bán, tương đương 247 phiếu bầu trở lên tại Hạ viện để trở thành nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan. Theo kế hoạch, Hạ viện Thái Lan sẽ họp phiên toàn thể vào 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8 để bầu thủ tướng mới. Ngày 15 tháng 8, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đã có các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày giải phóng, ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15 tháng 8 đưa tin, đông đảo người dân Triều Tiên đã tới đặt hoa tại đài tưởng niệm cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố chủ tịch Kim Jong-un tại đồi Mansu ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Cùng ngày, phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày giải phóng, Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất thành lập nhóm công tác liên triều như là kênh đối thoại chính thức với Triều Tiên để giúp giảm bớt căng thẳng, giải quyết mọi vấn đề từ hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân đến đoàn tụ gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Trong bối cảnh bão Ampi đang tiến về thủ đô Tokyo của Nhật Bản, ngành hàng không và ngành đường sắt nước này đã quyết định hoãn hủy nhiều chuyến đúng vào giai đoạn cao điểm về đi lại trong mùa hè. Hãng hàng không Japan Airlines thông báo đã có kế hoạch hủy 191 chuyến bay nội địa, 26 chuyến bay quốc tế trong ngày 16 tháng 8. Một hãng hàng không lớn khác là ANA cũng thông báo hủy 280 chuyến bay nội địa theo kế hoạch trong ngày 16 tháng 8, ảnh hưởng tới hơn 60.000 hành khách. Công ty đường sắt miền Trung Nhật Bản cũng thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động tàu cao tốc giữa Tokyo và Nagoya trong ngày 16 tháng 8. Sự ngừng trệ giao thông này diễn ra vào đúng dịp nghỉ lễ Obon, một trong những kỳ nghỉ lễ dài ngày của người dân Nhật Bản trong tháng 8. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.